Nay xe mình đi giao cái phân vi sinh ở trên Bình Dương nha. Khách này Nhật nhập thường xuyên đều lắm, trồng ra trái chất lượng cho nên là nhập rất là đều thường xuyên. Vườn ở đây thì trồng phân vi sinh nè, vỏ trấu, tro trấu, nó mấy cái đó là những cái mà mình hay chở cho vườn này nha. Những cái vườn ở đây nhiều vườn lắm, dài vô tông nữa kìa, lốc tông luôn, dài trong rừng cao su này, dài xuống dưới mấy chục vườn rồi, mấy chục cái nhà vậy nè. Ai cần cứ liên hệ mình nhé. Cách để trồng thấy hiệu quả mới gọi thường xuyên vậy, chung là trồng mới đầu là ít lắm, chừng một hai vườn xài, nhưng mà được thời gian thì nhiều lên, giờ hầu hết là đều xài hết, những cái vườn này đều xài hết. Hay sao đó, không rành, mình cũng không chuyên lắm, mình cung cấp cái phân này. Anh đó anh xài anh thấy phù hợp vậy đó, rồi mình chở liên tục vậy thôi. Này phân rác hữu cơ vi sinh này với lại tro trấu, vỏ trấu nó vào cái đó như trồng ở đất luôn chứ không có vô chậu cái vườn này nè. Nếu như nó đất nó dơ lắm thì họ lên bầu họ trồng bằng giá thể sơ dừa, mình có cung cấp sơ dừa luôn. Là ngày mai như ngày mai là chở cho vườn trồng bằng giá thể trong sơ dừa. Bữa nay thì cái con vi sinh này. Đó, ai cần liên hệ mình nha, mình giao hàng tận nơi khu vực miền Nam nha.